Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo kênh Út Phương Vlog nha. Sáng hôm nay Phương ghé một cái chỗ bán 7 ngày 7 món giới thiệu cho chú anh chị mình nha. Cái này thì nhiều YouTuber tới quay rồi, nhưng mà hôm nay Phương mới có dịp ghé đây quay chia sẻ của chú anh chị mình chỗ bán của dì Út Hiền nha cô chú anh chị. Ở 240/112/18 đường Nguyễn Văn Luân nha, phường 11 quận 6 nha cô chú anh chị. Đây dì Út Hiền bán là buổi sáng 5 giờ mấy là bán rồi, nãy hỏi dì Út 5 giờ mấy bán rồi. Từ thứ hai cho tới chủ nhật luôn nha cô chú anh chị, mỗi ngày đổi món nha. Chú anh chị đi đường Nguyễn Văn Luân á, tới cái hẻm 240 chạy vô tìm đúng địa chỉ là nó sẽ ra. Cái chỗ này là cái bờ kè nha cô chú anh chị, bờ kè đường Nguyễn Văn Luân. Cái này chạy thẳng ra là ra được đường ngay chỗ cầu Hậu Giang của chú anh chị. Con đi đường này nè, con đi đường này xuống, con đi bên hông cầu Hậu Giang nó chạy gặp xuống đây nó dễ tìm hơn nha cô chú chị. Đây, chỗ bán của dì Út Hiền nha cô chú chị, bàn ghế ngồi nè ha, cách đậu xe ngoài đây nha cô chú chị. Đường bờ kè này buổi sáng ít xe rồi, vô hỏi thăm dì Út chút xíu rồi quay chia sẻ của chú chị mình xem nha. Chỗ mình mấy giờ bán hả chị Út hả? 5 giờ mấy bán hả? Bán sớm ha, 5 giờ mấy bán hả chị Út? Ở đây như chị Út bán mỗi ngày mỗi món hả chị Út? Mai bán bà coi, mai qua quay bà coi. Dạ, mai thứ hai chị Út bán. Tôi này có 30 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Đó. Tôi đi quay nhiều chỗ rồi, chưa thấy chỗ nào bán giá mềm như chỗ của chị Út á. Bây giờ mà đi ăn sáng là món nước là từ 35 tới 40 ngàn trở lên. Bà cũng 30 luôn. Dạ, hôm nay Dũng bán khá là rẻ nha. Đây, dàn quán của Dũng này nha cô chú anh chị. Hôm nay Dũng chủ nhật bán hai món nè, mì vịt tiềm với lại bún riêu. Bún riêu canh bún. Đây thầu vịt tiềm nè cô chú anh chị. Đây Dũng chặt ra hết rồi. Dạ. Đùi thì để nguyên ha, khách có đùi cũng 30 luôn hả chị? Khách có nhu cầu ăn đùi thì dì Út để nguyên. Chút vừa con thái nha. Để sợ bán hết. Dạ. Chút con ăn. Đã không giờ đã. Dạ. Đây có cái menu không dì Út hay là tùy mỗi ngày mỗi món bán? Không có menu mà ngày nào cũng cho món. Dạ. Rồi quay đi. Luôn một thao thịt luôn đó nha. Bao nhiêu đây thôi còn nữa không gì? Hết rồi. Dạ. 10 con á. 10 con hả gì? Dạ. Dẫn nghĩa nè. Đây đùi nè. Trời đùi ngon quá. Bên này rau này đang bún riêu canh bún nữa nha. Rau này bún riêu nè. Rau bún bà với lại ớt chuối. Đây ngồi phía trước bên này nha. Phía trước bên này là ngồi bên sân bên đây cũng được. Tôi thấy chỗ ngồi khá rộng rãi luôn nha cô chú chị. Thì hai cái nồi nước lèo nè, thì ở trong này tôi thấy có chân với đầu cổ dì Út còn bỏ trong này. Đây dì Út cho quay. Dạ. Cách thích ăn đầu cổ thì kêu thêm ha dì. Con huyết nếp nữa nè cả nhà, có táo tàu nữa. Dạ. Mày nấy bỏ chung vô trong này luôn. Đưa cái giấc già già rồi, cảm ơn chú.
Nồi bún riêu thì nhỏ hơn nha cô chú anh chị, nhỏ hơn cái nồi xìm này rồi, quá trời chứ luôn, có nấm mèo nữa, đủ thứ luôn cô chú anh chị, thơm lắm nha. Và thầy bún riêu, rồi đậu hũ cà chua, rồi còn dẫn qua cái nhà. Thì vô bán khá là sớm, 5 giờ mấy là bán. Có là bán. Dạ. Thì là phải thức sớm lắm nấu thôi. Em là của thứ bảy phải không? Chắc cả bạn cũng 30. Hò đùi mà cũng 30 luôn. Dễ quá. Cái này huyết nếp cho tôi. Như cải thìa phải không gì? Dạ. Cải thìa luôn ăn chung với mì vịt tiềm á nha. Cái này của ai đây? Của anh Minh luôn, hai chồng đó. Của Tứ Mỹ hả? Của Tứ Mỹ là của anh chồng. Bán buổi sáng thôi hả Diệu? Đúng rồi, bán dạ. À, Diệu Diệu bán buổi sáng thôi, nhiều cô chú anh chị ăn mỗi ngày mỗi món. Bán gì mình có nghỉ ngày nào không gì? Ngày chay có nghỉ không? Ờ, hủ tiếu chay, có bán hủ tiếu chay nữa nha. À, ngày chay bán hủ tiếu chay. Thì ngày mùng 1 là lại đây ăn chay được nha cả nhà. Diệu bán suốt luôn không có nghỉ à. Alo. Ờ, 30 ngàn con rồi. Đùi này mà cũng 30 luôn nè nha cô chú anh chị. Một lát ăn thử nè. Dạ. Lấy đùi với hai cái định về lấy đùi. Rồi ở đây quán của Di Út là lần đầu tiên con tới tôi quay mà thấy bán rất là rẻ nha cô chú anh chị. Giờ mà còn giá 30 ngàn chứ con thấy những chỗ khác là họ đã lên giá 35, 40 hết rồi nè. Này canh bún về nè, không cà không tàu hủ nè. Cái này riêu cua hay gì vậy? Dạ, cái bán bún riêu nha. Này là chủ yếu Diệu bán mì vịt tiềm thôi, cái bún riêu bán tiềm là cái nồi nó hơi nhỏ. Khách thích ăn bún riêu thì xíu điện. Ôm ngày nào mình cũng nấu hai món vậy hay là tùy ngày vậy? Cũng được có hai món thôi. Dạ. Nấu nhiều quá nấu không nổi. Ngày thường thì một món thôi. Có bữa có từng bún riêu, có từng thịt bún thái. À. Bún ăn mì nó mắm. Dạ. Mày đi về. Đùi số lượng có hạn thôi nên Phương dẫn trước ăn chút nó hết. Thịt này thì nhiều. Thịt thích ăn đùi, mình cũng thích ăn đùi. Cho anh làm coi lắm mẹ. Trời luôn. Làm bánh bột mà giật tiệm á. Ăn mấy cái xương xương nữa ngon. Mề nếp, mề huyết. Mà hấp dẫn. Phương cứ tưởng là cái phần đùi nó sẽ mắc tiền hơn thôi, giờ nó cũng một giá 30 ngàn nha cô chú. Dạ. Người lớn ăn đây. Người lớn hay bé hả chị? Người lớn. Lấy được bánh đuốc cô giáo luôn rồi. Cũng riêng. Bún riêu thì bao nhiêu một tô? Dạ. Em nữa. Cái đó là cũng là riêu. Riêu ăn nhiều cua ngon. Dạ. Trời hấp dẫn quá. Đây chị. Cái bụng Phương ăn được có một tô, không rồi Phương cũng ăn hai tô. Của anh Nam. Giá để gì? Mì đùi ai vô cũng thích ăn đùi.
Cái bún riêu hấp dẫn quá, mua bún riêu luôn. Cái riêu cua nổi lên thấy ngon. Dạ. Quay riêu cua nổi lên ngon. Ngoài đi nữa. Chỗ này à. Chị này đi mua 5 phần nè. Thấy bún riêu ngon quá, mua 3 phần bún riêu luôn. Này, hết ăn cánh. Đừng chụm ra. Cái món này một tuần mình mới bán một ngày chủ nhật thôi. Giao giá để riêng cho chị nha. Em ơi, đùa tất cả các bạn trời ơi. Mấy lắm là mấy? Các ông hai. Quịch này thì tìm cái da nó thấy vàng vàng ha. Bán đây được bao lâu rồi gì? 13 năm rồi em. À 13 năm rồi. Ừ 10 năm rồi cô chú chị. Mua đồ về để tối về chiều về ăn. Đi đâu? Con đi Đà Lạt hả? Trời ơi, không có. Tụi con đi gần chị, đi gần đây à. Đi Củ Chi. Đi ăn uống trên Củ Chi chơi. Mua về đi chiều tối về có ăn. Quay hết cái đường ra năm 2 bên. Chị này mối ruột mua để dành tới tối ăn luôn này cả nhà. Ta cũng đặt mua tại vì Út bán nào quá. Dạ. Chị ở gần đây không chị? Dạ. Dạ. Ở đâu là Phú? Dạ. Ở đâu nữa? Bên trong nè. Chị mua tới 5-6 phần về luôn này cả nhà để tối ăn. Ừ, nhà có 4 người. Mua ăn thì xong đặt cho ngày mai. Ủa mai Út bán gì? Ủa, trời mua nay mà đặt trước ngày mai nữa nè. Mỗi ruột luôn, phải ngày ăn luôn. Nấu mỗi ngày đổi món gì dễ ăn hả chị? Không nhén mình ngon. Dạ. Ngon mà giá bình dân nữa. Giá rất là bình dân nha. Dễ riêng đừng chụm với chị, tại tối chị mới ăn. Rồi. Giá dễ riêng. 4 kêu 2 mì. Dạ. Để đi chồng có cô này bê vô cho khách. Đây bán tầm nãy gì nói bán khoảng tầm tới 9 giờ là hết rồi cô chú chị. Chủ nhật cũng vậy, chủ nhật cũng thấy ở đây người ta đi ăn sớm kìa, mới có 7:15, 7:20. Rồi cảm ơn cô. Hai phần mì đùi giả cắt cho con, 2 phần mì đùi, 4 phần bún riêu á. Ghế nước vô đây nè Nam. Xuống rồi không biết chế vô, biết làm gì. Mày xoay chưa? Nè nãy ấm mày xoay, hãy xoay lắm mà xoay chế vô nước trộn đi. Ngon rẻ. Dạ. Xoay không? Chế vô, nó chụm nó ngon nha. Lấy phần mì thịt tiền. Lấy thịt nạc cho bé nha. Bây giờ cắt đi ăn nè. Giờ lấy bún riêu chưa? Con đầy đủ đi. Bà mì tìm một cái bún riêu. Mì tìm lấy thịt nạc cho bé nha. Tại chị ngủ dậy trễ, chị ngủ nướng nên. Dạ. Trước đã tiền trước cho chắc ăn. À,
lại chạy thì trước rồi em 300 rưỡi con em đi tìm một cái mì tìm rồi mềm lắm rồi đó. Con huyết có đậu hũ nè, có sườn nè, cà chua. Riêu nó bể đi ngồi. Riêu. Nước này nó ngọt lắm. Béo đó. Ngọt không dám. Cho con đậu hũ tí béo. Có đậu hũ. Dạ, tao con nó khoái đậu hũ. Muốn riêu con nồi nhỏ nữa thôi. Đi giờ đó chắc hết rồi. Thường thường chủ nhật phải dậy trễ rồi, đâu có dậy sớm. Chứ giờ này chủ nhật mà ra là cô cũng còn. Thì ngày thường biết ngon lắm kìa, chị mấy bà trời. Biết mà phải biết dịch nó ngon ha. Nấu mỗi ngày mỗi món cực hơn nấu cố định. Nào bán thì cô cũng được bạn ngon. Cái nào cũng được. Lúc nào được cái ngon. Nó mềm dữ lắm rồi. Mẹ ăn mối ruột hàng ngày á. Đây ba bốn người khách đang chờ. Đợi tí nha chú. Rồi chị này xong rồi chị mới tới người khác. Đậu hũ luôn ha. Để bịch này vào đây đi. Khách đồng rồi, giờ mới có 7 giờ rưỡi rồi chứ. Hồi nãy không dặn là hết đùi rồi đó. Chị đó chỉ vô mấy phần thôi. Qua lấy giùm chị ơi. Không dặn. Chị gái, qua lấy giùm nha. Có bán hàng của bé đó. Chị xong rồi đó. Không, bán hàng của bé nè. Này của bé nè. Cái trong đây ngồi rộng rãi luôn, có nước nữa nha cô chú anh chị. Trong đây nhà người ta trong này cũng nhiều. Trong đây là một cái hẻm mà. À, xin lỗi. Trong đây một cái hẻm rất là rộng. Có chỗ bán gì cũng hay quá. Cái đường này không biết chút tới trưa có đông xe không. Tôi thấy buổi sáng khá là bình yên, xe qua lại lát đác chỉ vài chiếc xe thôi chứ không có đông đúc. Đường bờ kè này chị ta chỉ mua cái là cái nồi cũng riêng vơi gần phân nửa luôn. Dạ, tròn quá hấp dẫn. Thiêu xương và huyết. Cho tô mì với lại bịch mì luôn.
canh hết. Mì đôi cũng lên bánh mì nữa. Làm đây, tâm kêu Dũng làm con to nha, cái chút đi đùi nha, à, một cái đùi đây, cắt ra. Cái mề này là ăn thêm đúng không? Bao nhiêu tiền một cái chứ? Cái mề này 10.000 cái mề à, ít nữa nè, ít nít nha, cái chút đi. Đùi là 30 nhà có ai giao đi gấp tính tiền rồi vô bàn ngồi nha cái nha. Quá. Đây Phương kêu Dốc làm cho Phương một tô này nha cô chú chị. À, này Phương ăn đùi nha, nguyên cái đùi để nguyên nha cô chú chị. Nếu mà cái đùi này ăn với mì không á là có 30.000 thôi nha cô chú chị. Này con kia thêm mề nữa ha, một cái mề thêm thì 10.000 nha. Cái là khuyết nếp nha cô chú chị, khuyết nếp thêm cách 5.000 nữa nha cô chú chị. Tô này là đặc biệt luôn á. Tô này khoảng độ khoảng 45.000, tại vì thêm mề với lại huyết nha, đùi nguyên cái đùi để nguyên luôn. Đó, to đến nhà chưa có cho gì vô đây hết nha. Mì ở dưới nha cô chú chị, mì ở dưới nếp miếng nước rồi, thơm lắm. Ở đây có ớt sa tế nè, ớt sắc nước tương mình cho vô. Cái miếng nước lèo coi ngon không nha các bạn. Rồi mời cô chú chị mình nha, lấy miếng nước lèo. Ôi nước nó ngọt. Ừ, ngon quá. Thơm ghê á. Có nấm mèo nữa nha cô chú chị. Này nấm mèo nè. Cà rốt. Cải thì ha. Này thơm tàu nè. Rồi nước lèo thơm lắm nha cô chú chị, thơm mà nó ngọt nữa. Giờ người ta đi ăn đông quá trời luôn. Ngon quá. Cho thêm một miếng ớt sa tế vô cho nó cay cay nha nha. Phương kêu ít mì lắm, kêu có chút xíu siêu mì nha. Rào giá dưới luôn. Rồi một miếng, cho một miếng ớt sa tế vô. Tường ở đây có xì dầu với lại giấm nha của chúng chị. Món này chấm nước tương. Rồi thử miếng huyết coi. Đùi gà này nãy Phương kêu để nguyên nó không có cắt ra, quay cho nó đẹp. Bình thường là đùi gà là dốt cắt ra hết trơn. Huyết nếp nha, con nếp ở giữa này của chú chị ăn nó rất là dẻo. Ngon quá. Cái miếng mề ăn rồi nếp đây. Mề. Này mời cô chú chị mình nha. Ngon quá. Này chỗ gì ông bán giá khá là mềm bình dân luôn. 30.000. Giờ vừa đi ăn đâu cũng 35.000 nha. Ấn đi sưu tập mấy chỗ bán 7.000 7 món cho cô chú anh chị mình xem. Hôm nay cái là chỗ có gì út bán buổi sáng thôi. Đi quay phải đi sớm. Đây quận 6. Phương ở bên Gò Vấp chạy qua đây không? Chạy rất là sớm luôn á. Thì 5 giờ mấy à. 6 giờ đi qua đây. Đi qua đi sớm ít kẹt xe mà còn phải 40 phút. Kẹt xe chắc đi cả tiếng mới tới nha. Quãng đường nó khoảng chừng 15-16 cây số. Đây nguyên cái đồ này nha. Đó, để nguyên cái cắn ăn mới đã nha. Một chú anh chị nào mà đi tới đây ăn chủ nhật á, mà bán mì vịt tiệm nha. Chuyện nguyên cái đồ ăn cho nó đã, để nguyên gì cắn mới ngon nha cả nhà. Cắt ra ăn không ngon đâu. Nhưng mà ăn đùi là phải đi sớm nha. Trước 7 giờ, trước 7 rưỡi trễ là hết. Tại vì đùi nó cũng có giới hạn thôi. Nay vì ngày dễ bán có 10 con vịt rồi. Cho nên khoảng được 20 cái đùi.
à, mọi người chung dịp nha. Cái da nó ngon ghê. Cái da này chắc có chiên qua nên nó mới vàng vậy nha cô chú chị. Da còn thơm à, ngon, ăn nó thơm cực kỳ luôn. Rồi cô chú chị mình nha. Ngon quá. Ăn tiếp rồi cô chú chị. Mì nè, mì có nhiêu đây thôi, phần kia có nhiêu đây mì. Về Úc bỏ còn nhiều hơn nữa, phần kia ít ít mì nữa. Nước này ngon lắm nè, nó rất là chịu ăn luôn á. Biết nè, cái da nó giòn giòn. Chúng hỏi gì Úc ơi, bữa nào bán bún mắm này. Không có để menu cả nhà. Không có nên không có biết món cố định. Nước nó ngon ghê á. Sao vậy? Tắt vô đây đi, mình dập tiệm. Đồ cũng có 30 rồi đó nha. Chịu ít mì thôi mà cũng quá chật.
nước này ngon quá, hấp hơi hết nước.